quá thì quá chưa đây. Tao thì tập cắt. Cắt thì cần cắt ngay nổi. Cái cây gì rồi quất hả? Không, mình quất chuối ạ. Ủa? À là cô cắt khoai mì vô trong đây hả? Ừ, chồng. Bây giờ chuối lấy quá thì mình cắt như vậy tới giờ. Để tao đi lấy cái nồi này. Quất nhuyễn ra luôn hả? Ừ, quất nhuyễn. Bào làm gì? Làm bánh khoai mì á. Bánh khoai mì trộn dừa á. Này nhiều quá nè. Này trộn còn 2 trái dừa. Không có dừa nữa. Tráng dưỡng bảy mày lột 2 trái dừa đập hư trên. Rồi bỏ quà mày mới mua trái dừa. Mấy một trái. Quá 2 trái. Rồi mình để chuối này sẵn nó ra chiên hả? Ừ, đủ làm luôn ha. Đường là mày dắt cục cục chiên á, hành tiêu, hành tiêu rồi phải mì cay. Ai biết tụi bay muốn ăn vậy tụi chơi tụi bay ăn. Tôi định làm gì? Tôi định làm hấp đó hả? Người ta tính hấp đó. Giờ trộn cái xác dừa này vô đây đúng không? Ừ. Rồi ví dụ bánh bánh cay á, bánh cay thì hỏi dừa quậy ấy bột rồi để ớt để bột nêm rồi vô nó chiên cái hành rồi vô. Mày đổ vô đây hả? Mày gì? Đó đâm luôn rồi đó. Mày nè. Số bào đó. Ừ. Bởi vậy tao mới giỏi. Mà một buổi sáng người ta làm tới 2 thước bánh ăn. Thứ này rồi nè. Rồi giờ đợi ba dưa nó thức dậy rồi. Rồi hỏi ý kiến người ta nó ăn gì. 11 giờ nó mới dậy. Nên gõ cửa đặt cửa. Tao bào hôm nay rồi. Hỏi nó ăn phần mì chiên á, phần mì cay hay là hấp phần mì. Cái này đi chưa gọi rồi hả? Cái kia tôi bào rồi luôn rồi. Bây giờ hỏi nó đặng để dừa chiều dừa lại đó chị biết không?
nếu hấp phơi mì á thì mình phải chừa sát dừa đâu, mình để hết vô to mà tên đang này có. Có nhiều đây để vô trộn luôn. Dạ nó mặn quá. Nó mặn. Nó mặn cái mắt hơn. Cái này nó mặn. Cái này khi mà mình lấy ra dĩa á, cứ lên trên á nó mới đẹp. Thì lấy dĩa. Được chưa, ngọt chưa? Dừa chứ không phải bóp dừa. Để tay á. Thôi thôi thôi.